Bốn thầy trò Đường Tăng sau khi vượt qua được 9 lần 9 81 nạn tay, vượt 10 vạn 8000 dặm, cuối cùng cũng đến được Đại Lôi Âm Tự để mà thỉnh chân kinh. Nhưng ngồi chờ 20 ngày trời mà vẫn chưa thấy bàn giao cuốn kinh nào hết. Cái này thằng Bát Giới nó thường hay gọi là trễ kinh này. Có kinh rồi, mau thức dậy lấy kinh về đi. Dậy, dậy, có kinh rồi, có kinh rồi kìa. Dậy, kinh đâu? Đây. Kinh nhiều như thế này thì làm sao mang về đại đường để mà phổ độ chúng sinh đây? Các đồ đệ có ý kiến gì không? Bồ Tát, kinh nhiều như vậy, biến nhau lại, nhét lỗ tai mang về được không? Con khỉ này. Kinh Phật mà ngươi nhét vào lỗ tai, dính cứt rái của ngươi rồi sao? Thưa Bồ Tát, con hãy lấy xe tải trở về được không? Đỡ hả mày? Ngươi định dùng xe chở heo để trở về hả Bát Giới? Dạ thưa Bồ Tát, con có ý kiến. Nói đi. Cho chúng con được học thuộc lòng rồi con về đại đường rồi con giết lại được không? Không tiền bao nhiêu mới thua. Ủa mày chết rồi. Các con làm gì vậy? Huynh đệ với nhau mà. Bộ của con. Bồ Tát à, ta có ý kiến. Cho hỏi có phai quật của kinh Phật hay không? Coi chừng bị đắng đo sư phụ. Có. Nhưng mà cái laptop ta hư mấy hôm nay rồi, không khởi động lên được. Dừng lại, dừng lại. Các ngươi điên à? Cái laptop ta hư thì làm sao chép file cho các ngươi lấy kinh về? Mà ở đâu mà nhảy múa? Chuyện nhỏ. Ủa không? Dạ. Ngài cho ta mượn laptop một canh giờ. Bay đi cho nó mau. Đi bộ biết chừng nào tới ông nội. Ngộ Không đã đi gần một canh giờ, sao vẫn chưa trở lại? Có khi nào lại bị... Con ma, cấp cứu laptop, sửa nhanh lấy liền, uy tín lắm sư phụ. Laptop đã sửa xong rồi này Bồ Tát. Chép kinh đi, chép kinh đi, chép kinh đi. Có cấp cứu laptop, ngại gì không lấy được chân kinh.